Có một đoạn trích này, khi mà đọc thì mình nghĩ đến rất là nhiều thứ và Cam sẽ chia sẻ với mọi người. Có những giấc mơ sẽ không bao giờ thành sự thật nếu ta chỉ biết mơ ước. Điều biến chúng thành hiện thực đó chính là sự nỗ lực. Và sự nỗ lực sẽ tạo nên những cái thay đổi. Quên những giấc mơ đi và hãy trở thành một người của phái hành động chứ không phải là những kẻ mộng mơ. Những giấc mơ của tôi đã không thành hiện thực, nhưng mà tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ và tôi đã tạo nên một đế chế từ trí tưởng tượng của mình. Nếu mà nói về những giấc mơ của mình á, chính bản thân Cam, Cam đã mơ rất là nhiều thứ. Và so với việc là ngủ và mơ tiếp thì Cam chọn cách là thức dậy và biến nó thành sự thật. Ai trong chúng ta cũng có một cuộc đời hết. Và đây chính là cái cách mà Cam nghĩ rằng để tạo động lực cho mình mỗi khi gặp thử thách thì mình hãy cứ nghĩ đơn giản thôi. Cái cuộc đời này là của mình. Hãy cứ xài cuộc đời của bạn trong khả năng mà có thể. Bởi vì khi mình mệt mỏi, mình bế tắc, mình lo âu, mình căng thẳng, mình chán nản thì cuộc đời này nó cũng vẫn trôi qua. Và Cam không hề, không bao giờ muốn cái điều đó nó xảy ra với cuộc đời của mình. Và Cam mong muốn rằng mình chỉ có một cuộc đời thôi. Thì mình hãy để cuộc đời của mình vui vẻ, tích cực, nỗ lực hết mình. Cái điều gì mà mình chưa làm được á, mình phải nỗ lực làm cho bằng được. 10 năm chưa làm được, 20 năm sẽ làm được, 30 năm sẽ làm được. Và Cam luôn luôn nhớ một câu khắc cốt ghi tâm luôn: không gì là không thể. Còn bây giờ thì còn đợi gì nữa? Ngồi dậy và biến giấc mơ của mình thành sự thật nha.